ngày 27 tháng 7 năm 1991, núi Nàng Tô Thị, một biểu tượng linh thiêng về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thủy chung son sắt bồng con chờ chồng tại tỉnh Lạng Sơn, bỗng dưng bị sụp đổ, kèm theo tin đồn, có người đã nổ mìn để phá tượng Nàng Tô Thị đem đi nung vôi. Vậy, ai đã xẻ thịt Nàng Tô Thị? Hãy cùng Exotic Việt Nam tìm hiểu nhé! Ngay sau khi núi Nàng Tô Thị bị đổ, các cơ quan chức năng lập tức vào cuộc để điều tra về kẻ tội đồ đã nổ mìn nung vôi Nàng Tô Thị. Và chỉ sau 3 ngày điều tra, công an thị xã Lạng Sơn đã tìm ra và bắt giam kẻ to gan, dám phá nát biểu tượng văn hóa quý giá, bắt đầu chuỗi ngày oan ức của một số phận long đong. Hàng loạt các bài báo đã đăng tin về kẻ tội đồ, với những hình ảnh chụp kẻ tội đồ cầm xà beng diễn động tác phá Nàng Tô Thị, ghi đích danh thủ phạm là ông Đoàn Văn Quyết. Bên cạnh đó, công an Lạng Sơn còn bắt được một kẻ tội đồ khác là ông Điều, một cư dân sống dưới chân núi Vọng Phù. Và câu chuyện của người lính bị mang danh kẻ tội đồ suốt bao năm qua vẫn bị lưu truyền đến tận ngày nay. Biết bao du khách cho đến giờ vẫn chưa biết được sự thật về số phận của Nàng Tô Thị, nên vẫn dành cho kẻ tội đồ ngày ấy sự phẫn nộ. Người lính ấy, sau 29 năm trôi qua, giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn ngồi bán quán nước ở chân núi để tự minh oan cho chính mình, kiên nhẫn tự giải thích với bao lượt du khách về câu chuyện oan ức của cuộc đời ông. Hãy cùng Exotic Việt Nam gặp gỡ ông Đoàn Văn Quyết để nghe ông kể về số phận của Nàng Tô Thị và nỗi niềm oan ức của ông kể từ ngày Nàng Tô Thị bị đổ nhé. Hôm nay là có sẵn anh em đây, anh Quyết kể lại chuyện ngày xưa đi anh Quyết. Chuyện ngày xưa thì nó vẫn là chuyện ngày xưa. Kinh tế của dân ở trên này nói chung là thời gian đấy là rất là khó khăn. Thì là dân người ta đi khai thác cá để bán cho các lò nung vôi. Đấy là sự thật, không ai chối cãi được chuyện đấy cả. Lúc đấy là có ai người ta cấm đoán chân không? Thì giữ bảo vệ thì mà tốt đi đâu. Mà người ta đi làm đá là bỏ công sức lao động của người ta làm lao động là chân chính. Chẳng làm cái gì quanh đá cả. Nàng Tô Thị thì nó bị ảnh hưởng năm 79 nó bắn sang. Nó bắn sang thì chắc là nó chẳng chú ý nó bắn tượng Nàng Tô Thị làm cái gì. Mà trên cái đồi cao nhất ở trên cái đường lên thành nhà mạc ấy là có một cái chốt kiểu như một chốt quan sát ấy. Thì nó từ cái điểm cao đấy mà nó nhìn nó quan sát được nó xa hơn, được rõ hơn. Khả năng là tàu đấy là nó bắn và bắn chủ yếu là vào cái đài quan sát đấy. Bắn đài quan sát. Nhưng mà không ngờ là nó phản vào cái tượng Nàng Tô Thị này. Thế nhưng lúc đấy thì Nàng Tô Thị chưa đổ ngay, chỉ là một cái đầu thôi. Nó dưới chân bà thì dầm on nó ảnh hưởng, nó phóng cốt nó bắn đấy. Lúc đấy nếu như cái văn hóa mà nó quan tâm để ý đến cái tượng Nàng Tô Thị nó ra cố lại chân của bà không sao. Nhưng mà họ quan tâm để ý nhìn cái cảnh của đất nước đâu. Cho nên là đến năm 91 thì bà mới đổ. Trước khi bà ấy đổ thì nó trận mưa to lắm, mưa như chút nước trên trời xuống. Mà từ bé giờ em chưa bao giờ thấy trận mưa nào khủng khiếp như thế. Thế đến chiều khoảng muộn hơn thế này một chút này. Thì anh ấy nghe cái tiếng nổ ùm một cái. Thì lúc đấy là anh còn chưa ở cái nhà kia đâu. Hay là ở nhà của một khu tập thể điện lực ở hơn ấy. Thì anh ấy chạy ra ngoài đường, anh ấy nhìn xuống cái này thì thấy bụi nó ngưng mình cả lên. Thì lúc kia bà ấy là một cái hòn đá nó to nó cứng như thế, nó lộn cổ từ bên trên xuống trong va vào cái vách núi bên dưới. Thì hai khối đá to là cứng nó va vào nhau, nó gây ra một tiếng nổ. Thì lúc kia bà ấy vỡ ra. Thì lúc anh ra nhìn thì thấy bụi bay ngưng mình hết cả lên rồi. Thì anh đoán thì chắc bà tôi bị đổ rồi. Chứ anh không xuống tận nơi xem, xuống cũng chả làm cái trò gì được. Thế là vài ngày hôm sau thì bên công an đi qua thì lúc giờ là thị xã. Và kết hợp với lại xã Việt Thắng bên kia là phường Tam Thanh bây giờ. Thế cứ thế nào bác anh bắt lên bác anh ra cho công an thị xã làm chứ. Lúc đó là nhà này anh chưa ở đây, anh ở bên trên
bên trên cũng cái đường trục đường đấy đi thẳng ấy, khoảng mấy chục mét nhà ấy, yeah. Đi lên cái bên phải. Dạ. Nhưng mà bộ con thì sẽ làm sơ, nhưng mà nó biết là lệnh văn này cũng thế, nó tống cổ anh vào trong bộ. Dạ. Vào trong bộ ra. Chứ là sau khi nó có anh một thời gian đấy, thì nó khóa anh khóa số 8, nó đưa lên cái xe tục, nó chở vào cái chỗ cái bậc lên bây giờ đấy. Dạ. Trước kia thì nó chưa có bậc, nó chỉ là con đường ngọt từ châu đi thôi, để nó dẫn anh lên cái chỗ của nhà cô kinh đồng. Nó mới mở con số 8 là nó lý xào em cũng là ở tay anh, bắt anh làm để nó quay lại cái này nó dừng lại hết trường ấy. Dạ. Nhưng mà đấy là ma giả. Dạ. Mặc dù mà em chỉ là một phòng đá mua chi mua rác thôi, nhưng mà từ hàng bao nhiêu đời nay rồi đời nó chuyển sang đời kia, người ta biết được mà nhà cô kinh đồng là phụ nữ Việt Nam thì chả chồng đứa con, không ai người ta dám đứa chặn đứa chồng này, cái gì vậy? Bây giờ cái sự việc nó dần dần nó chỉ một quên lãng, đến khi đấy chú Phương dẫn đi các cái cháu học sinh ra cái đợt đấy, anh em gặp nhau thì anh nói lại cái chuyện đấy. Yeah. Thế lúc đấy anh không chẳng biết thì chú là ai cả. Thế là đấy thì đợt sau là chú Bình Nguyên và Bình Nguyên bao nhiêu trẻ. Ừ. Thật sự lúc đó là em hay, lúc đó là huấn luyện viên mà em hay ra đây lắm à, thì mấy lần á không còn ăn, nhưng em biết câu chuyện anh Oan à, nhưng mà lúc đó em chưa có cơ hội em viết. Thật sự trước đó là em không biết bài báo, thời gian mà nàng có thể bị đổ thì có hai bài báo, là một bài báo của Lao Động, hai bài báo Tuổi Trẻ à, thì thật sự là bữa anh nói với cậu Nam gì đó là nói là em viết là anh đọc đá không phải. Em chỉ phân tích ở góc độ địa lý là nàng bị đổ do một cái tác nhân trực tiếp là trận mưa à, còn do quá trình caster này à, còn cái nhân trực tiếp là cái gì á, thực sự lúc đó em chưa biết trận mưa đâu à, em chỉ biết là do quá trình caster, tại vì em đã leo tận nơi em thấy vết trượt đó mà thấy rõ ràng là vết trượt à. Dạ. Là quyết đây cái tượng thật à, em chỉ là cái vết của bà trượt cho anh quyết xem à, cái vết bà trượt là từ đây là anh quyết à, từ ngay chỗ này nè. À, cái đường này giờ có thấy cái đường này. Ngay chỗ này nè. Đó, vết trượt rồi, vết này. Mà đứng chính quanh ngay cái vách đá à. Bên ngoài này mà. Thế cho nên là khi mà mưa nó xoáy vào những cái khe cái kẽ nó bị ảnh hưởng pháo Trung Quốc nó bắn rồi, nên lại bị nứt rồi. Này này mà đứng chính quanh như thế này làm sao mà không đổ được. Dạ. Lấy cái ảnh rồi là chú lúc chụp hồi năm 90 thôi. Đấy, chú Phương dưới ép như thế này chứ à. Từ trong Sài Gòn ra à, ảnh này là tấm khác nữa, tấm khác cái này nữa. Ta xin lỗi bạn. 29 năm mà chính quyền cũng không một lời xin lỗi anh Quyên. Chính quyền cái vấn đề là cũng không cần gì là phải giao con cũng như. À đúng rồi. Nhưng trước tiên là một cái cơ quan công an. Đấy, anh làm sai thì anh phải dũng cảm nhận cái sai, sửa sai. Phải tác động với chính quyền. Kể còn hơn không. Dạ. Không để những cái nỗi quan hướng này đồn động làm sao là nếu như nó đòi hỏi mình về những cái giấy tờ thì tất nhiên là mình không có. Thế nhưng những cái người mà người ta biết cái sự việc đấy, người ta vẫn hầu như là còn sống hết ở xóm này. Có nhiều những cái cháu mà nó du học sinh nó đi nước ngoài về đấy, thì nó xem trên mạng các thứ nào nó biết rồi thì nó đến nó cứ hỏi ông quyết hỏi ông quyết là con. Chúng cháu xem báo trên mạng này, chúng cháu biết là chú là người đi qua nên làm cô thị. Bây giờ thì người ta có hỏi, người ta bảo sẽ từ ngày đấy đến bây giờ thì nó có cơ quan toàn thể nào người ta đến người ta xin lỗi chú chưa? Tôi bảo là chưa có ai xin lỗi tôi đâu, học câu đó. Cho nên là tôi chỉ muốn là bây giờ thì cũng là rất là nhiều năm sau khi bà tôi bị đổ rồi, rất nhiều năm từ khi tôi bị oan, tôi chỉ mong muốn là có tiếng nói các cái cơ quan, nhất là bên công an Lạng Sơn và bên sở văn hóa của Lạng Sơn là có cái lời xin lỗi cho bệnh này.